Chiều qua 11 tháng 11, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Bảo Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác phụ nữ trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên. Tại buổi làm việc, huyện Bảo Yên đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, cả 20 chỉ tiêu đã đạt từ 50% trở lên, trong đó 7 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5% một năm, thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,45% một năm. Có 7 trên 16 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được xác định là then chốt. Công tác phụ nữ được quan tâm đẩy mạnh. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên trong thời gian qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị Đảng bộ huyện Bảo Yên tiếp tục coi trọng hơn nữa phong trào của hội phụ nữ các cấp, quan tâm triển khai hiệu quả các cuộc vận động, chương trình lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chú trọng toàn diện công tác phụ nữ, đặc biệt là các vấn đề về bình đẳng giới, đấu tranh bình quyền, bảo vệ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, nâng cao hơn nữa tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu cơ quan dân cử. Trước đó, đồng chí Hà Thị Nga và đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tới thăm và dâng hương tại đền Bảo Hà.